Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay mùng 5 tháng 1 năm 2023, tôi là Xuân Tú. Và tôi là Phương Anh. Ngay sau đây xin kính mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Hà Nội mới xử lý gần 30% nước thải mỗi ngày, trong khi nhiều trạm xử lý nước thải đầu tư xong thì bỏ hoang. Mô hình bệnh viện vệ tinh là giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở xa các thành phố lớn. Trung tâm đăng kiểm quá tải, xe xếp thành hàng dài cả trăm mét, chủ xe bức xúc chờ đợi tới lượt để kiểm định phương tiện là nội dung có trong câu chuyện buổi sáng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir thăm khu vực núi Đền, thành phố Jerusalem, làm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Bộ Y tế Vương quốc Bỉ sẽ tiến hành kiểm tra nước thải của các máy bay đến từ Trung Quốc để tìm biến thể COVID-19 mới. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày mùng 5 tới mùng 7 tháng 1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, có nơi trên 400mm. Và để chủ động ứng phó với mưa lớn trái mùa, các tỉnh thành phố cần phải triển khai biện pháp phòng chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng bảo vệ sản xuất. Trong đó thì cần đặc biệt lưu ý đến diện tích nông nghiệp đã xuống giống và diện tích hoa màu cây cảnh phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ theo dõi chặt chẽ dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân. Các đơn vị kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét sạt lở đất để chủ động di dời sơ tán người dân. Ngoài ra cần rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, chia cắt, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông. Các địa phương cần bố trí lực lượng thường trực chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và hạ du để đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn năm 2023. Theo đó, Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 5 điểm mỏ cát, gồm 6 mỏ đã có kết quả thăm dò. Theo quy định, Hà Nội sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 với 5 điểm mỏ cát, 6 mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản. Thông qua việc đấu giá nhằm quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép, gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện mới xử lý đạt gần 30% trong tổng số khoảng 1 triệu mét khối nước thải mỗi ngày trên địa bàn, trong khi nhiều trạm xử lý nước thải đầu tư xong lại bỏ hoang. Và một số dự án chưa được đầu tư, nhiều khu đô thị lại chưa có trạm xử lý, nước thải đổ thẳng ra sông Hồ. Tình trạng trạm xử lý nước thải đầu tư xong rồi bỏ hoang, không đưa vào sử dụng không phải là hiếm ở Hà Nội. Tại cụm công nghiệp làm nghề Tân Triều Thanh Trì, trạm xử lý nước thải được đầu tư cách đây hàng chục năm cũng không đưa vào sử dụng. Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội được đầu tư xây dựng khá bề thế nhưng nhiều năm cũng đang đắp chiếu. Tại quận Long Biên, trạm xử lý nước thải khu đô thị Việt Hưng vốn đầu tư được xây dựng hoàn thiện để xử lý nước thải cho hàng nghìn hộ dân nhưng hiện nay vẫn chưa hoạt động. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án cũng chậm tiến độ như nhà máy xử lý nước thải xã Vân Canh có công suất 4.000 mét khối ngày đêm. Dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng cũng không hoàn thành tiến độ. Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn còn có 6 nhà máy trạm xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, chủ yếu tập trung tại các vùng đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng, lưu vực sông Tô Lịch và một số phần lưu vực sông Tả Nhuệ. Tổng công suất là 276.300 mét khối ngày đêm, chiếm khoảng 28,8% khối lượng nước thải cần xử lý. Tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu nước thải được xử lý trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đạt 60% lượng nước thải được thu gom và xử lý theo quyết định của Thủ tướng. Thưa quý vị, dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo vệ công sở, trường học của xã.
đang trong quá trình thi công thì xuất hiện các vết nứt. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành nằm sát ngay công trình này. Dù vừa được đầu tư khang trang kiên cố nhưng không thể học tập được do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bất tiện, vất vả và mệt mỏi là tâm trạng chung của cả thầy và trò nơi đây khi cơ sở vật chất thiếu thốn không đảm bảo cho việc học. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Đây là khuôn viên khang trang của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trường vừa được xây dựng nhưng cả thầy và trò đều không thể học tập vì nằm ngay dưới chân công trình sạt lở. Từ đầu tháng 9 năm 2022 đến nay, 181 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành phải chuyển sang học ghép cùng học sinh trường tiểu học Trung Thành. Do không gian chật hẹp nên hai nhà trường phải chia thành các ca khác nhau. Học sinh tiểu học học buổi sáng, còn buổi chiều là học sinh trung học cơ sở. Sân trường chật chội như thế này là không gian để hàng trăm học sinh sinh hoạt mỗi ngày. Còn trong lớp học, hơn 40 học sinh phải ngồi chen chúc bên những bộ bàn ghế của học sinh tiểu học. Cháu ngồi ở đây thì bàn cũng chật, duỗi chân cũng khó, làm bài thì cũng khó. Mùa đông thì nóng, cũng mặc thì mặc nhiều quần áo, còn chật. Về sinh hoạt của bọn cháu thì ở bán trú nhờ nhà dân và nhờ họ nấu cơm cho, không tiện như ở trường bán trú bên kia. Họ đi ngủ lúc nào thì bọn cháu cũng phải đi ngủ theo, không như ở trường bên trường này là thầy cô nhắc nhở đi học và ngủ đúng giờ ạ. Vì học nhờ trường tiểu học nên những buổi họp giao ban, làm việc, tiếp khách của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành cũng diễn ra ngay ngoài trời như thế này. Những giáo viên ở xa, không còn nhà bán trú để ở, bắt buộc phải chuyển đến địa điểm cách trường 3 đến 4 km ở tạm. Họ học nhờ nên là học xong buổi chiều. Nên là các em trong đi lại cũng rất là khó khăn, đặc biệt là các em ở xa không còn ở đâu ở bán trú nữa. Nên bây giờ các em phải đi buổi về nhà. Đấy, tập trung các em đến trường thì cũng là khó khăn. Đường xá đi lại thì cũng do cái chương trình sạt lở này thì nhà trường cũng hiện tại rất là khó khăn và cả việc dạy và học. Tôi thì là giáo viên mới về dạy ở trường thì qua cái đợt mà về công tác ở đây thì tôi thấy cực kỳ khó khăn cho cả thầy và trò ở trường Trung Thành á, tại vì là cái điều kiện cơ sở vật chất và cái điều kiện học tập của các em nó chật chội và cái đi lại thì nó cũng xa. Lúc đầu em lên đây em cứ nghĩ là nó phải khang trang lắm cơ, tôi không phải là như thế này, nhưng mà khi mà lên đến đây thì thật sự là em cũng định quay về đấy, nhưng mà nhà trường, thầy hội trưởng rồi đồng nghiệp nữa cũng động viên nên em cũng cố gắng và bây giờ cũng yêu trò. Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cả thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành không còn cách nào khác là thích nghi, động viên nhau vượt qua thiếu thốn, nghịch cảnh. Buộc phải khắc phục thôi, không còn cái cách nào khác. Khó khăn thì phải tập thể phải cùng nhau khắc phục để làm sao đó duy trì tốt công tác chuyên môn, đảm bảo cái chất lượng dạy và học, các tiêu chí chất đã đề ra trong năm học, chứ không còn có cách nào khác cả. Cơ sở vật chất thì không phải một lúc là có thể có được, phải là sự quan tâm của cấp ủy đảng các cấp, từ cấp tỉnh, trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Thì cũng mong rằng là cơ quan chuyên môn làm sao đấy là sớm khắc phục được cái nơi sạt lở để cho tập thể cán bộ giáo viên sớm được quay lại dạy học. Đây là cái sự mong mỏi không của riêng tập thể nhà trường mà của các cấp ủy đảng các cấp và của học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trong xã Trung Thành. Hơn 4 tháng qua, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành buộc phải bỏ hoang như thế này. Ai cũng xót xa khi nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp. Giờ đây, thầy và trò chỉ biết chờ đợi và hy vọng vào những giải pháp xử lý của cơ quan chức năng để việc học tập sớm trở lại bình thường. Liên quan đến vấn đề nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị đào và tái thiết mặt đường cầu thả, tạo ra tình trạng chắp vá lồi lõm, gây mất mỹ quan đô thị và nguy cơ tai nạn cho người tham gia lưu thông. Mới đây, Sở cho biết là trong năm 2023 sẽ có những biện pháp và xử lý nghiêm nhà thầu thi công ẩu để giải quyết tình trạng bất cập này.
Theo đó, đối với các công trình đang thi công tạm thời trên đường, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ban Giao thông thành phố và các chủ đầu tư khi xét duyệt thông qua các phương án thi công phải đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn. Sở cũng sẽ siết chặt lại việc xử lý các đơn vị thi công không đảm bảo. Trước đó, nhà thầu thi công dự án chống ngập trên đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức gây mất an toàn giao thông. Sau nhiều lần lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, thì đến đầu tháng 12 năm 2022, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố đã quyết định tước giấy phép thi công 2 tháng đối với nhà thầu vì quá trình thực hiện không đảm bảo an toàn, bị xử phạt nhiều lần, vẫn ngang nhiên tái phạm. Mới đây, nhiều xe ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã bị đập hỏng gương chiếu hậu chỉ sau một đêm, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Theo đó, vào sáng 4 tháng 1, khoảng 8 ô tô đỗ ở địa điểm trên đã bị mất gương chiếu hậu hoặc hỏng gương, trong đó nhiều xe đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo và một số xe đỗ trong khu ngoại giao đoàn. Một số tài xế cho biết sau khi đi làm về muộn nên đỗ xe ô tô ngoài đường Hoàng Minh Thảo. Sáng dậy xuống lấy xe đi làm thì phát hiện gương chiếu hậu hai bên đã biến mất và có dấu hiệu đập phá. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường Xuân Tảo đã tới hiện trường liên hệ các chủ xe điều tra làm rõ. Đáng nói đây không phải lần đầu tiên nhiều ô tô ở Hà Nội bị đập phá hoặc trộm gương chiếu hậu. Tháng 9 năm 2021, tại khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, ở khu vực đường nội bộ đã bị kẻ xấu đập phá, tạt sơn. Tương tự tháng 1 năm 2018, tại khu vực tòa nhà Gamex Tower thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, cũng có nhiều ô tô bị bẻ trộm gương và camera. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán. Qua quá trình trinh sát, thì đơn vị đã phát hiện 3 đối tượng cấu kết với nhau, tổ chức in ấn và đưa ra thị trường hơn 100 tấn sách giả. Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1993, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thuê nhiều địa điểm thuộc địa bàn huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất để sản xuất buôn bán số lượng lớn các loại sách không có nguồn gốc xuất xứ. Kết quả xác minh ban đầu xác định số sách do đối tượng Đạt giao bán đều là giả, không phải của các nhà sản xuất bản in ấn phát hành. Kết quả điều tra ban đầu xác định Đạt sau quá trình buôn bán sách cũ đã thấy nguồn sách không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng nên đã lập nhóm cùng Thịnh Long tổ chức in ấn, sản xuất, đóng gói, buôn bán số lượng lớn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau mà không có bản quyền xuất bản, không có hợp đồng liên kết xuất bản, in ấn và không có giấy phép hoạt động in ấn theo quy định. Các đối tượng sử dụng ô tô tải vận chuyển sách từ xưởng photocopy in ấn đến các kho sách. Sau một thời gian mật phục, cơ quan công an đồng loạt ra quân kiểm tra 8 kho xưởng, thu giữ 100 tấn sách với hơn 400 đầu sách và gần 400.000 cuốn, 2 máy in 4 màu và 1 màu, 37 máy photocopy, 6 máy cắt, 10 máy bìa, 1 máy da kẽm, 2 hệ thống cắt gập, 2 máy gấp, 2 máy cán, 200 bản kẽm. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi giao ban tuyên giáo ngày 3 tháng 1, ngành giáo dục đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội. Bộ cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đưa ra hàng loạt giải pháp kiến nghị với chính phủ, các địa phương và ban ngành để có thể thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong thời gian tới. Cụ thể, như thực hiện thành công xã hội hóa sách giáo khoa, đã triển khai chương trình mới ở cả 3 cấp học với 6 khối lớp, gồm lớp 1, 2, 3 ở bậc tiểu học và lớp 6, 7 ở bậc trung học cơ sở, lớp 10 ở bậc trung học phổ thông. Các nhà trường đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc dạy và học, kiểm tra đánh giá đáp ứng được cơ bản yêu cầu của chương trình mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa được biên soạn có một số nội dung chưa phù hợp như dùng từ địa phương, ngữ liệu chưa hay, thông tin chưa phù hợp với học sinh, việc biên soạn và thử nghiệm sách giáo khoa điện tử, dịch sách giáo khoa sang sách chữ nổi chưa thực hiện được, việc ban hành chương trình các môn học tự chọn tiếng dân tộc thiểu số, môn ngoại ngữ 2 và các chương trình môn ngoại ngữ 1 ngoài tiếng Anh còn chậm so với các môn học khác, việc biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương còn chậm, muộn, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình mới. Năm 2022, cả nước xuất khẩu được 2,14 triệu tấn cao su thiên nhiên, đem về 3,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng và tăng 1,1% về trị giá so với năm 2021. Tuy chỉ tăng nhẹ so với năm trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu cao su cũng đã thiết lập mốc kỷ lục mới với 3,31 tỷ đô la Mỹ.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá mủ cao su tăng cao đã thúc đẩy hoạt động sản xuất xuất khẩu cao su mạnh mẽ, làm cho ngành cao su khởi sắc sau một năm vừa vực dậy. Từ quý 3 năm 2022, giá cao su xuất khẩu giảm dần. Đến giai đoạn 3 tháng cuối năm 2022, những biến động kinh tế, chính trị thế giới tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu cao su, khiến giá cao su giảm rất sâu so với năm trước. Năm 2022, mặc dù xuất khẩu cao su đã lập mức kim ngạch kỷ lục là 3,31 tỷ đô la Mỹ, nhưng so với năm 2011, khối lượng cao su xuất khẩu năm vừa qua cao gấp 2,6 lần, trong khi giá kim ngạch chỉ cao hơn không đáng kể. Điều này cho thấy giá xuất khẩu mỗi tấn mủ cao su chỉ còn bằng 40% so với cách đây 11-12 năm. Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2022 chỉ đạt 1.547 đô la trên một tấn, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị xuất khẩu, cao su Việt Nam đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đồng thời, cao su Việt Nam đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào nhiều thị trường quan trọng như Trung Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc và Ấn Độ. Với phụ nữ, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ là điểm tựa về mọi phương diện, trong đó có phương diện hỗ trợ tiếp sức cho phụ nữ làm kinh tế. Đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ đã tạo mọi điều kiện để hội viên tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, tạo việc làm, tăng thu nhập. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chế biến chả cá. Gia đình bà Hồ Thị Ngọc Sương, ngụ tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp để vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có vốn, bà Sương có thêm điều kiện đầu tư thiết bị, nâng công suất gấp 3 lần so với trước, và hiện mỗi ngày, cơ sở chế biến chả cá của gia đình bà Thu cung cấp ra thị trường 70 kg chả cá, lợi nhuận từ 15 đến 30 triệu đồng một tháng. Khi mình làm vậy nè, cái mình thiếu hụt đó, như mình nhờ cái nguồn vốn đó mình mới có tiền mình mua được cái máy nhầu, mình nhầu cho nó khỏe một chút, rồi mình mua cái máy quay. Đó là nhờ cái nguồn vốn đó mà mình làm nên, mình phát triển ra từ từ. Hội cũng quan tâm rồi nắm bắt cái với nhu cầu của các chị, thì họ sẽ hỗ trợ cho các chị cái về cái vốn để các chị làm ăn. Lúc đầu thì các chị dây thì cái mức nó cũng thấp, là mua bán chỉ nhỏ lẻ tại nhà thôi. Rồi qua quá trình làm thì cái nhu cầu của người sử dụng cũng nhiều, thì các chị cũng có nhu cầu vốn để tăng, để phát triển thêm cái ngành nghề của mình. Mô hình góp vốn xoay vòng do Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phú, xã Bảo Trinh, huyện Châu Đức thành lập năm 2021, hiện có 34 thành viên. Hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp từ 200 đến 400 nghìn đồng. Từ nguồn quỹ này, có hai hội viên được nhận để đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Tham gia mô hình, góp vốn xoay vòng, chị Lê Yến Tuyết được vay hơn 6 triệu đồng, cộng thêm 30 triệu đồng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp vay từ Ngân hàng Chính sách. Chị Tuyết mở rộng cơ sở may chăn ga gối nệm, thu nhập của gia đình chị nhờ đó dần ổn định. Rồi giống như mình thì mình được thì mình mua giải đồ thêm để mình may ra mình bán. Rất là có lợi, có tiền để trang trải gia đình. Chút khó khăn, đóng tiền học cho con, tiền trang trải trong nhà hàng tháng có thiếu hụt thì cũng có số tiền đó cũng đỡ. Cái tổ tham gia xây dòng này đối với mình cũng như chị em phụ nữ rất là lợi ích. Trong 5 năm trở lại đây, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động hơn 5.000 tỷ đồng, giúp cho hơn 383.800 lượt chị em vay, tạo việc làm, tăng thu nhập. Sự hỗ trợ tiếp sức này đã giúp 6.610 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Niềm tin vào tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ vì vậy mà ngày càng được bồi đắp. Tình trạng nhiều thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành nhưng chưa được gia hạn trở nên trầm trọng từ năm 2020 cho tới nay. Việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc vẫn rất chậm. Vì thế, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày tờ trình của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực trước Ủy ban Xã hội Quốc hội. Theo tờ trình của Chính phủ, có trên 9.200 số đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Như vậy, chỉ riêng ngày đầu tiên của năm 2023, trên 40% số lượng thuốc trên thị trường, trên tổng số 21.000 loại, có nguy cơ không thể lưu hành. Tình trạng nhiều thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành nhưng chưa được gia hạn trở nên trầm trọng từ năm 2020 đến nay. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng trên thực tế, việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành vẫn rất chậm và không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn do số lượng tồn đọng còn quá nhiều. Chính vì vậy, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc.
nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà không kịp làm thủ tục gia hạn theo quy định của luật dược nhằm giải quyết tồn đọng trong xử lý hồ sơ gia hạn thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong hàng loạt các giải pháp cơ bản của Bộ Y tế đang thực hiện nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và đưa y tế về gần dân hơn, thì mô hình bệnh viện vệ tinh được đánh giá là giải pháp hiệu quả, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở xa các thành phố lớn. Và nhờ triển khai mô hình này thì nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được những kỹ thuật khó, không thua kém bệnh viện tuyến trung ương, tạo được niềm tin nơi người bệnh và góp phần giảm tải đáng kể cho tuyến trên. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa các tuyến cũng đã được rút ngắn. Tham gia đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được 6 năm, thông qua những chương trình kết nối đào tạo giữa hai viện và các buổi hội chẩn từ xa, từ một cơ sở y tế vùng ven thiếu thốn cả về nhân vật lực và trang thiết bị, năng lực chuyên môn còn yếu, tỷ lệ chuyển tuyến tới gần 15%. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương đã có sự thay đổi vượt bậc. Sau khi triển khai đề án bệnh viện vệ tinh cũng như khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ giảm xuống còn 6%. Riêng bệnh viện Đa khoa Mường Khương thì có 44 bác sĩ nhưng đã có 26 bác sĩ chuyên môn 1 và 3 bác sĩ chuyên môn 2. Đây là những cái nền tảng về nhân lực để đảm bảo cho cái việc tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật. Vì vậy cho nên là người dân đến chăm sóc sức khỏe thì được những cái dịch vụ kỹ thuật tốt hơn. Mô hình bệnh viện vệ tinh ngày càng cho thấy hiệu quả thực tiễn, không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho cán bộ y tế và mở rộng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật, tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh một cách bền vững, mà còn đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu của người bệnh ngay tại cơ sở, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương, mang lại một hiệu quả rất lớn với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, các dân tộc trong vùng, thực hiện dự án và các vùng xung quanh. Tạo dựng niềm tin của người dân với chất lượng y tế cơ sở. Cái được lớn nhất ấy, đó là cái nhận thức của tập thể cán bộ y bác sĩ Mường Khương trong quá trình làm việc thì đã có quá trình là tự tin hơn và nắm chắc nghiệp vụ và cái nghiệp vụ trong khám bệnh được nâng lên. Tức là cái vị thế của bệnh viện Mường Khương đã được nâng lên. Cái thứ hai là được nhân dân các dân tộc trong huyện là đồng tình, ủng hộ và tin tưởng. Đến bệnh viện vùng sâu, vùng xa này tôi thấy là ngoài cái chuyện chuyển giao về mặt chỉ kỹ thức, kỹ thuật, chúng ta cần phải đi sâu vào những cái mũi nhọn, những cái mà hiện nay gọi là những cái bệnh gây nhiều cái biến chứng nguy hiểm, tử vong, chúng ta cần phải có cái chuyên đề để đào tạo. Nghĩa là ngoài chuyện mình đào tạo mặt bằng chung, chúng ta phải đào tạo chuyên sâu, ngành dọc. Trong hàng loạt các giải pháp cơ bản của Bộ Y tế đang được thực hiện nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và đưa y tế về gần hơn với người dân, thì mô hình bệnh viện vệ tinh được đánh giá là giải pháp hiệu quả, hoàn thiện nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở xa các tỉnh, thành phố lớn. Bệnh viện vệ tinh được là cánh tay nối dài của Bệnh viện Trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 16 ngày 3 tháng 1 năm 2023 về việc hủy bỏ thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với cá nhân vi phạm pháp luật khen thưởng. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và bà Lê Thị Quỳnh Mai, Viện Phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã bị hủy bỏ thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Quyết định nêu rõ hủy bỏ thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với hai cá nhân. Danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2016 đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021 đối với bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sở Nội vụ Hà Nội, cụ thể là Ban thi đua khen thưởng thành phố, chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định. Ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố từ năm 2021. Trước khi bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn từng làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, rồi làm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ở thời điểm năm 2016, ông Tuấn được đánh giá là một trong những bác sĩ được đào tạo bài bản về lĩnh vực tim mạch tại Pháp. Cũng ở thời gian này, ông Tuấn giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, thành viên Hội Tim mạch Hoa Kỳ. Đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, vào năm 2021, bà được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú. Về thành tích ở thời điểm xét tặng,
bà Mai được đánh giá đã có nhiều nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vaccine. Qua đó góp phần vào việc phát triển các chiến lược phòng ngừa ở Việt Nam, cũng như chia sẻ thông tin giữa hệ thống giám sát toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới xấu đi, quý 4 năm 2022, lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào dịp cuối năm, thị trường lao động phục hồi chậm dần và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, buộc phải cắt giảm nhân công. Trước biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, những tháng cuối năm 2022, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dệt may, da giày, chế biến gỗ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi bị cắt giảm đơn hàng, từ đó buộc phải cắt giảm lao động gây ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Theo báo cáo nhanh của 63 tỉnh thành phố, có khoảng hơn 600.000 lao động bị ảnh hưởng bởi cắt giảm lao động việc làm, khoảng 4% tổng số lao động trong các doanh nghiệp. Trong đó có các doanh nghiệp cung cấp việc làm cho hơn 55.000 người, chiếm 84% số người bị ảnh hưởng. Do đó, tình hình thất nghiệp quý 4 năm 2022 có xu hướng tăng lên so với quý trước. Cụ thể, số người lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4 là 1,08 triệu người. Những ngày cuối năm ai cũng mong ngóng sớm đến Tết để được sum họp cùng gia đình, người thân, chia sẻ những câu chuyện trong năm qua, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp dịp năm mới. Bên gia đình chính là Tết. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình dị đó lại là ước mơ xa xôi đối với rất nhiều mảnh đời, hàng ngày phải bươn trải mưu sinh trên vỉa hè vì miếng cơm manh áo. Họ dường như đã quên mất cảm giác được hưởng cái Tết sum vầy, đầm ấm và yêu thương. Cận kề những ngày cuối cùng của năm, Cần Thơ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người người nhà nhà tất bật hoàn thành nốt những công việc còn đang dang dở để có thể an tâm bắt những chuyến xe trở về quê đoàn viên cùng gia đình. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn khuất sau thành phố tấp nập của Cần Thơ, còn những người lao động nghèo vẫn còn tranh thủ chút thời gian còn lại của năm, hối hả mưu sinh, mong có thể kiếm thêm thu nhập để có một cái Tết đầm ấm hơn. Rong ruổi với gánh cốm dẹp và kẹo mạch nha hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Vân cho biết, mỗi ngày bà đều gánh đi bán ở khắp các tuyến đường của thành phố Cần Thơ. Mấy năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buôn bán cũng khó khăn, có khi đến 12 giờ khuya mới về đến nhà. À, 2 giờ là bà đi vòng vòng ở cầu Bình Ngọc á. Chợ nghiệp xong rồi bà cỡ 7 giờ bà lại đây. Cá luôn con bán cái bữa 30 Tết là bị gửi. Bà muốn nào bà ngồi tại đây nè cho nhiều người luôn biết bà đi ủng hộ bà. Bà rất cảm ơn. Không khí Tết đến gần, những người phụ nữ mưu sinh mỗi ngày chỉ ngả lưng 3 đến 4 tiếng bởi phải tăng ca, rong ruổi khắp mọi nẻo đường của Cần Thơ. Dù Tết đến gần, nhưng bà Đào Cẩm Thảo vẫn miệt mài bên gánh xôi nhỏ của mình với ước mong Tết năm nay được một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình. Đi theo có những khách hàng mua về tiền lời tiền vốn lượng trăm trăm rưỡi, còn có khi không mua cái nào cũng có. Thì bình thường thôi, tại vì bán một ngày là mức lời rất ít, cân bình một ngày chỉ cân bình ngày có 30 ngàn. Với đôi quang gánh trên vai, những con người nhỏ bé đã gánh cả cuộc đời và gia đình họ trên đôi vai của mình. Ngày này qua ngày khác, họ tích cóp mồ hôi và nước mắt để mái nhà ở quê thêm lành lặn, bát cơm trong ngày Tết của con cái họ được đầy hơn. Có lẽ Tết đối với họ cũng chẳng khác gì so với những ngày thường, vẫn phải tiếp tục với cuộc sống mưu sinh. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn sáng lên niềm tin về một ngày mai dễ dàng hơn. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục điểm báo với những bài viết đáng chú ý đăng tải trên các trang báo số ra sáng nay. Mở đầu là một bài viết được đăng tải trên báo Lao Động với nhan đề tập trung xử lý dứt điểm các vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Mới đây, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, năm qua toàn ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp.
Trong năm, các bộ ngành đã chuyển 498 vụ việc, địa phương chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định, tăng 2 lần so với năm ngoái. Theo Thường trực Ban Bí thư, ngành nội chính đã chủ động kịp thời tham mưu đưa nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo như vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn AIC, vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty thành viên. Cùng với đó, ngành nội chính đã tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Theo Thường trực Ban Bí thư, ngành nội chính đã phối hợp với các cơ quan tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, xử lý các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Bài viết tiếp theo có nhan đề Kon Tum lại có doanh nghiệp công bố vườn sâm ngọc linh ảo được đăng trên báo Thanh Niên. Doanh nghiệp công bố rằng đã liên kết với các hộ dân để trồng sâm ngọc linh, nhưng khi chính quyền địa phương xác minh thì không có hộ dân nào liên kết với doanh nghiệp này để trồng sâm. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong, Kon Tum cho biết đã kiểm điểm một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này vì ký giấy xác nhận về việc sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm ngọc linh cho công ty cổ phần rượu sâm ngọc linh Kon Tum ở xã Ngọc Lây, huyện Tumarong. Trước đó, ngày 30 tháng 5 năm 2022, công ty cổ phần rượu sâm ngọc linh Kon Tum có văn bản xin xác nhận đơn vị này đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm ngọc linh tại địa bàn huyện Tumarong. Sau đó, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong đã ký xác nhận vào văn bản này. Tuy nhiên, qua làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong xác định văn bản xác nhận này có nội dung chưa phù hợp với thực tế, quy trình xử lý chưa đảm bảo. Do vậy, huyện đã hủy bỏ giấy xác nhận, đồng thời đề nghị cá nhân ký xác nhận cho công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm. Bài viết đáng chú ý tiếp theo được đăng tải trên báo Tiền Phong với nhan đề Mỹ Trung Quốc xoán ngôi nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng cuối cùng của năm 2022 tuy giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng nhờ tăng trưởng liên tục trong 10 tháng đầu năm nên ngành thủy sản đã cán đích năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm ngoái. Đây cũng là mức kỷ lục của ngành sau 20 năm gia nhập thương mại thủy sản toàn cầu. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều ghi nhận mức cao nhất từ trước cho tới nay. Về thị trường thì Mỹ tiếp tục là thị trường số 1 của xuất khẩu thủy sản Việt Nam khi cán mốc hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Riêng trong tháng cuối năm, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đã giảm mạnh 40%. Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông lần đầu tiên chạm mốc 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 57% so với năm 2021. Năm qua cũng là năm đầu tiên Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản năm 2022 đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ. Các nước ASEAN cũng là điểm đến tiềm năng và thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản. Năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang ASEAN đạt 790 triệu đô la Mỹ. Lợi thế về vị trí địa lý và sự ổn định kinh tế của khu vực này là động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Các thị trường như EU và Hàn Quốc cũng đều ghi nhận tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và thủy sản nói riêng trong năm tới cũng đã bắt đầu xuất hiện những khó khăn thách thức. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản thực hiện các giải pháp sát thực tiễn để có thể đảm bảo duy trì được đà tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu cho năm 2023. Nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long vượt biên vươn ra thị trường lớn là bài viết được đăng trên báo VOV. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2022, trái sầu riêng nước ta chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, là bước ngoặt mở đường cho loại trái cây này khắc phục được đầu ra bấp bênh mà trước đây nhà vườn hay gặp. Tại Tiền Giang, trái sầu riêng xuất sang Trung Quốc rất hút hàng, giá từ 40 tới 50 nghìn đồng một kg tăng lên 80 nghìn đồng. Thậm chí giống Mon Thông có thời điểm giá đến 92 nghìn đồng một kg. Với mức giá này, nhà vườn trồng hơn 17 nghìn hecta sầu riêng của tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi sau khi thu hoạch vụ sầu riêng vừa qua có nguồn nhập gần 1 tỷ đồng một hecta. Phía Trung Quốc ăn hàng thị trường mua bán sầu riêng rất sôi động. Nhà kho, nhà vựa thu mua trái sầu riêng bọc lên rất nhiều, thương lái tìm đến từng vườn cây để thu mua. Ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, địa phương có hơn 1.500 hectare sầu riêng cho biết, với đầu ra thuận lợi, nông dân địa phương phấn khởi. Trái sầu riêng năm 2022 giá cao hơn năm trước, bình quân từ 60.000 đồng 1 kg đến hơn 80.000 đồng 1 kg, giá trên 50.000 đồng 1 kg là đã có lãi.
Nông dân hiện nay tập trung chăm sóc vườn cây cho tươi tốt để khi xử lý cho trái thì có nhiều trái. Ở xã Tam Bình cũng như các xã trong khu vực xử lý giải vụ nên cho trái quanh năm. Còn ở Sóc Trăng, Hậu Giang, trái vú sữa tím xuất khẩu qua Mỹ rất hút hàng và sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng. Nhà vườn trồng vú sữa tím xuất sang Mỹ bán giá cao gấp 2 lần so với tiêu thụ nội địa nên diện tích càng được nhân rộng hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, trung tâm đăng kiểm quá tải, xe xếp thành hàng dài cả trăm mét, chủ xe bức xúc chờ đợi tới lượt để kiểm định phương tiện là nội dung câu chuyện buổi sáng hôm nay. Các cửa hàng hoa ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu nhận đơn để cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Nhà hàng kem thu hút khách bậc nhất Nam Phi nhờ thử nghiệm những hương vị kem độc đáo mới lạ có 102. Thưa quý vị, như nhiều bản tin chúng tôi từng phản ánh thì 2 tháng qua, vụ việc tiêu cực của một số trung tâm đăng kiểm phía Nam đã và đang gây ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể đó là thiếu lực lượng đăng kiểm, thậm chí Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã điều lực lượng từ phía Bắc vào hỗ trợ, nhưng tình trạng quá tải vẫn xảy ra và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kiểm định xe cơ giới. Khi mà hoạt động kiểm định xe cơ giới được siết chặt thì các tỉnh phía Bắc cũng đã xảy ra tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe. Nhiều chủ xe thậm chí là phải đưa phương tiện tới các trung tâm từ sáng sớm nhưng vẫn phải chờ nhiều giờ đồng hồ mà vẫn không thể đăng kiểm được xe để đi Tết. Và đây chính là thực trạng chung khiến cho nhiều chủ xe đưa phương tiện đi đăng kiểm trong tình trạng hết sức lo lắng. Những dòng xe xếp thành hàng dài, người đưa phương tiện đi đăng kiểm luôn trong tình trạng chờ đợi, lo lắng, thậm chí là bức xúc đang trở thành hiện tượng nhức nhối ở nhiều trung tâm đăng kiểm. Hiện các trung tâm đăng kiểm đã tăng giờ làm, hỗ trợ tối đa chủ phương tiện, nhưng tình trạng quá tải vẫn diễn ra mà vẫn chưa có giải pháp. Đến thời điểm này thì quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn đang là một nỗi ám ảnh của người đưa xe đi kiểm định. Trong khi đó thì ngành đăng kiểm vẫn loay hoay để xử lý hiện tượng này. Và đây cũng chính là nội dung mà câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới. Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên tại thủ đô Hà Nội. Xe đi đăng kiểm nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài bất tận. Đây chính là thực tế tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới sau khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt. Các chủ xe chờ đợi, ngóng trông. Theo phản ánh của một số chủ phương tiện, hầu hết các trung tâm kiểm định xe cơ giới ở Hà Nội đều bị quá tải, việc chờ đợi là không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay mình đến thì mình cũng thấy nó đông, lượng xe rất là đông. Thì cũng đến mấy lần rồi nhưng mà hôm nay đông quá. Mấy lần nó không đông bằng hôm nay, nhưng mà hôm nay lại là cái đầu tuần với đầu năm làm việc cũng rất đông, cũng chờ đợi. Mà vẫn phải cố gắng để chờ đợi vào khám. À, nó mất thời gian thôi ấy, anh ạ. Mất công việc. Đấy, mất cả một buổi sáng để đi ra đây để ngồi chờ đến tiếng rưỡi đồng hồ để đi đăng kiểm đây, mất cả buổi sáng rồi. Nhưng ngồi chờ tí nữa đây, bây giờ chắc đến vào đăng kiểm chắc phải đến 11 giờ mới được đăng kiểm mất. Chờ 2 giờ hay 3 giờ để kiểm định được một chiếc xe là câu chuyện đang khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy ngán ngẩm khi đi đăng kiểm. Thậm chí có những chủ xe phải bỏ mất cả buổi, nhưng phương tiện vẫn chưa được kiểm định. Trong cái dịp đầu năm này thì cái việc kiểm định rất là đông và đợi cũng được khoảng 2-3 tiếng này, từ lúc 8 giờ đến giờ. Xe nhà xong chưa? Chưa xong, bây giờ mới đang xếp hàng. Thậm chí có những trung tâm phương tiện ùn ắc đăng kiểm kéo dài hàng trăm mét. Nhiều lái xe cho biết, dù đi từ khá sớm để đăng kiểm xe, nhưng tới nơi, phương tiện đã xếp thành hàng dài. Thực ra là bây giờ hiện nay thì xe rất là đông, nên là chính vì vậy là cái việc đăng kiểm bây giờ rất là có vấn đề vì là nó đông quá, cho nên là nhà nước có, Bộ Giao thông có cái biện pháp nào mà để cho người dân người ta đi đăng kiểm nó dễ dàng hơn. Sáng giờ một tiếng hồ đấy. Xe hết hạn đăng kiểm từ hôm 31 mà hôm nay em mới đi được. Anh có cái suy nghĩ gì khi tình trạng đăng kiểm quá tải? Em thấy bất cập. Mỗi lần như thế này đi đăng kiểm mất bao thời gian, như hôm nay thế này là mất nguyên cả buổi sáng rồi. Nói chung là không ổn. Không biết là
có các cấp chính quyền có thay đổi được cái gì hay không, hay chứ cái tình trạng như này thì cứ mỗi lần đi đăng kiểm là mệt mỏi quá. Theo một số trung tâm đăng kiểm, sau khi xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ phương tiện, hiện đã tăng thêm giờ làm nhưng vẫn không thể giải tỏa hết nhu cầu đăng kiểm xe cuối năm. Có những trung tâm phương tiện tăng tới 200-300% so với thời gian trước đó. Dịp cuối năm thì cái nhu cầu kiểm định của chủ phương tiện nó tăng cao và cái lượng phương tiện đến thực hiện kiểm định tại đơn vị chúng tôi cũng tăng lên. Và để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng được cái nhu cầu kiểm định cho chủ phương tiện thì đơn vị chúng tôi cũng thực hiện một số các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi có những cái báo cáo với Cục Đăng kiểm Việt Nam về cái việc làm thêm giờ, thực hiện làm thêm từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Ngoài ra thì có các cái kênh thông tin với khách hàng như là điện thoại đường dây nóng hoặc là các cái fanpage để chủ phương tiện có thể đặt lịch hẹn để đăng kiểm trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp những cái phương tiện có lịch hẹn vào những cái giờ mà không quá đông đúc để tránh cái trường hợp là chủ phương tiện đến kiểm định vào cùng một thời điểm thì sẽ gây ra những cái hiện tượng ùn ứ tại đơn vị. Quá tải đăng kiểm là câu chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Và theo các trung tâm đăng kiểm, để giải quyết câu chuyện này thì lại không phải dễ. Thực hiện theo cái hướng dẫn trong thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải và vừa rồi là văn bản 5300 của Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn một số các cái hạng mục và các cái khiếm khuyết hư hỏng không quan trọng. Thì trong đó có một số các cái hư hỏng không quan trọng và mà vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chỉ thực hiện là nhắc nhở đối với chủ phương tiện thì chủ phương tiện có thể tham khảo cái phụ lục 2 của thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là văn bản 5300 của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chúng tôi làm việc theo quy trình và theo các công văn quan triệt của Bộ Giao thông như Cục Đăng kiểm. Một chiếc xe khi vào kiểm định chẳng hạn như ở đơn vị 97D thì hầu như là các xe nhỏ, xe du lịch, xe cá nhân dưới 9 chỗ. Thế nên là có một số lỗi liên quan đến chẳng hạn như là nhận diện bên ngoài thì không có thể là không chúng tôi từ chối kiểm định. Đầu tiên là thay đổi hệ thống đèn có thể là gây ra làm ảnh hưởng thay đổi cả hệ thống điện, đèn không đúng chủng loại. Đấy rồi các lỗi như là các cản nắp cản trước, cản sau và các bậc lên xuống mà làm thay đổi cả kích thước bao ngoài của xe cũng như khoảng dáng gầm xe. Đấy, còn một số các lỗi thì thực ra bây giờ đang lỗi MID là lỗi có thể lỗi nhắc nhở chẳng hạn như thì xe vẫn được qua được kiểm định, ví dụ như lỗi thay đổi đường sơn và dán đề can xe đấy, hoặc là thay đổi lưới tản nhiệt ca lăng xe mà sao cho vẫn cùng hình dáng vật liệu kích thước đấy thì đơn vị đăng kiểm là vẫn cấp kiểm định bình thường. Tuy nhiên khi hoạt động kiểm định xe cơ giới được siết chặt thì tình trạng quá tải đang gây ra sự bức xúc cho các chủ phương tiện. Rõ ràng, về lâu dài Cục Đăng kiểm Việt Nam cần phải sớm có giải pháp, chứ không phải hô hào làm thêm giờ là có thể giải quyết được dứt điểm. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir vừa có chuyến thăm tới khu vực núi đền tại thành phố Jerusalem, thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo. Động thái này được cho là có nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, hay còn được gọi là núi đền, tọa lạc ở phía đông thành phố Jerusalem, nơi từng diễn ra nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine. Theo quy ước lâu nay, người Do Thái được phép viếng thăm nhà thờ, nhưng không được cầu nguyện tại đây. Do đó, việc ông Ben-Gvir đi vào khu vực này rất có thể sẽ khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi lực lượng an ninh của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đứng chặn trước cửa nhà thờ. Cộng đồng Hồi giáo chắc chắn sẽ không hài lòng về việc này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, một người giữ chức vị Bộ trưởng của Israel tới viếng thăm khu vực này. Được biết, chuyến thăm chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Đồng thời, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cũng không hề bước chân vào nhà thờ Al-Aqsa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Palestine vẫn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước động thái này.
Đây là một thách thức trắng trợn. Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel lập tức chịu trách nhiệm cho hành động đầy khiêu khích này. Trước khi lên nhậm chức Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Ben cũng đã nhiều lần ủng hộ việc chấm dứt quy định cấm người Do Thái cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo, đồng thời lên án lệnh cấm này là hành động phân biệt đối xử. Trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa mới, Hạ viện Mỹ đã tổ chức bầu Chủ tịch Hạ viện theo quy định. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi mà ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện, lãnh đạo đảng, ông Kevin McCarthy đã thất bại trong cả 3 vòng bỏ phiếu. Trong bối cảnh mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đang gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết, việc bầu Chủ tịch Hạ viện được dự báo sẽ khó khăn. Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy có lẽ cũng không thể ngờ các nỗ lực vận động ủng hộ trong những tháng qua của ông đã không đủ để đem lại thành công. Trong 2 vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông McCarthy đều chỉ nhận được 203 phiếu so với ít nhất 218 phiếu ủng hộ cần thiết, trong khi có tới 19 Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu phản đối. Thậm chí ở vòng bỏ phiếu thứ 3, ông còn mất thêm một phiếu ủng hộ khi có tới 20 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho ứng cử viên Jim Jordan. Việc này thể hiện rõ mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng Hòa cũng như việc đảng này đang thiếu các lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn. Sau 3 vòng bỏ phiếu mà ông McCarthy vẫn không thể giành đủ 218 phiếu bầu cần thiết, Đảng Cộng Hòa đã quyết định tạm dừng bỏ phiếu. Qua biểu quyết của mọi người, phiên bỏ phiếu tiếp theo bầu Chủ tịch Hạ viện sẽ được hoãn lại và chuyển sang chiều ngày mai. Theo luật định, nhiệm kỳ mới của Hạ viện Mỹ sẽ không thể được bắt đầu cho đến khi cuộc bầu cử người đứng đầu cơ quan lập pháp này kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ qua, Hạ viện Mỹ mới lại không thể bầu được một chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong lần bỏ phiếu thứ 3, các hạ nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu cho đến khi bầu được một chủ tịch mới. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đã nghiên cứu và triển khai hoạt động vệ tinh Swoop có trị giá lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực thủy văn học trên thế giới. Trước đây, giới nghiên cứu chưa thể đánh giá đúng về một trong các đặc tính nổi bật của đại dương, đó là các xoáy nước với đường kính từ vài km đến hàng trăm km. Các xoáy nước được hình thành từ những dòng hải lưu lớn có thể hấp thụ nhiệt lượng và khí CO2 xuống những lớp đại dương sâu hơn. Đây chính là yếu tố để các nhà khoa học xây dựng thành công mô hình khí hậu giả lập. Tuy nhiên, trên thực tế, các vệ tinh trước đây chưa thể quét được hình ảnh chính xác về những xoáy nước này. Sự ra đời của vệ tinh Swoop được xem là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiên cứu thủy văn vì có thể thu thập các dữ liệu khoa học quý giá về xoáy nước trên bề mặt trái đất từ không gian. Khi vệ tinh Swoop được phóng lên và đi vào trong quỹ đạo, điều này sẽ rất thú vị để đi đến thành tựu ngày hôm nay. Trước đó, các kỹ sư đã từng đối diện áp lực trong nhiều năm khi theo đuổi vấn đề này và giờ là thời điểm các nhà khoa học nên đẩy mạnh triển khai dự án để tạo ra những điều tuyệt vời hơn. Swoop được vận hành bằng các pin năng lượng mặt trời do công ty Spectrolab thuộc sở hữu của Boeing chế tạo lên không gian. Vệ tinh khảo sát nước bao gồm một bộ 6 tấm pin năng lượng mặt trời chứa 3.360 tế bào quang điện. Vệ tinh này sẽ thực hiện khảo sát toàn cầu đầu tiên về nước trên bề mặt trái đất, đi sâu quan sát các chi tiết nhỏ của địa hình bề mặt đại dương và đo lường sự thay đổi của các vùng nước theo thời gian. Theo đó, những dữ liệu được tổng hợp từ các lần quét radar sẽ diễn ra ít nhất 2 lần trong 21 ngày. Điều này sẽ giúp cải thiện các mô hình lưu thông đại dương, tăng cường dự báo thời tiết và khí hậu, đồng thời hỗ trợ quản lý nguồn cung cấp nước ngọt khan hiếm ở các vùng bị hạn hán. Một nhóm thợ săn hóa thạch nghiệp dư ở Australia đã phát hiện bộ xương của loài Alasmosaurus. Đây là loài bò sát biển, cổ dài, cổ đại, thuộc về một con chưa trưởng thành cách đây khoảng 100 triệu năm. Đây là một loại thuộc dạng bò sát biển khổng lồ bị tuyệt chủng, nay lần đầu tiên được tìm thấy nguyên vẹn ở một vùng hẻo lánh gần McKinleyshire, phía tây tiểu bang. Trong khi đó, giám đốc chương trình đa dạng sinh học và khoa học địa lý của mạng lưới bảo tàng Queensland, tiến sĩ Terry Miller cho biết, phát hiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng với Viện Bảo tàng và tất cả những người liên quan. Được biết, nhóm các nhà sinh vật học của Viện Bảo tàng gần đây đã đến địa điểm xa xôi này để thu thập hóa thạch của Elasmosaurus, một loài khủng long cùng tồn tại với loại Plesiosaurus. Tại một cuộc thi đấu trò chơi điện tử Liên minh huyền thoại,
sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không để ý tới độ tuổi của các thí sinh. Các cửa hàng hoa ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, nhận đơn và làm đầy kho hàng khi chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến lễ hội mùa xuân, Tết Nguyên đán, dịp đoàn tụ lớn trong năm của người Trung Quốc. Theo truyền thống, người dân Trung Quốc thường mua hoa vào dịp Tết vì hoa tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi có nhiều loại hoa cây cảnh như hoa huệ, cây quất, hoa lan và địa lan. Hầu hết mọi người đều lựa chọn những loại hoa này trong dịp Tết. Những cây lá đỏ như dừa cảnh và vạn lộc cũng được yêu thích vì chúng tượng trưng cho sự may mắn. Chúng tôi có một số khách quen, vì vậy chúng tôi đã nhập hàng theo số lượng. Với xu hướng năm nay, quất cảnh để bàn được rất nhiều người yêu thích. Tết Nguyên đán 2023 rơi vào ngày 22 tháng 1. Tại Trung Quốc, kỳ nghỉ lễ này thường kéo dài 15 ngày. Tại ngoại ô thủ đô Cape Town của Nam Phi, có một nhà hàng kem thu hút khách bậc nhất Nam Phi nhờ việc thử nghiệm những hương vị kem độc đáo mới lạ có một không hai. Đối với cửa hàng kem Tapi Tapi, món kem châu Phi chính hiệu làm thủ công của anh Tapiga Guza, người dân địa phương cũng như du khách sẽ có dịp được thưởng thức những món kem độc lạ. Hôm nay chúng tôi đã tạo ra một số hương vị khác nhau. Món đầu tiên là món bí ngô và bơ đậu phộng. Và món này được lấy cảm hứng từ một món ăn tên là Nopi của Zimbabwe. Và chính xác là như vậy. Đó là bí ngô xay nhuyễn cùng với bơ đậu phộng. Ngoài ra, tôi cũng đã làm bánh rooibos và mứt khoai lang. Anh Tapiga Guza, 36 tuổi, đến từ Zimbabwe, lần đầu tiên bắt đầu làm kem cách đây 12 năm. Ước mơ của anh là mang những hương vị điển hình châu Phi đến giới thiệu với khách du lịch. Những hương vị kem mới lạ lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống của châu Phi như đậu phộng, hạt ngô, bí ngô và khoai lang. Thông qua những món ăn, anh mong muốn tôn vinh văn hóa ẩm thực, nghi lễ và văn hóa dân gian của châu Phi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Và như thường lệ, phần cuối bản tin hôm nay là thông tin thời tiết đến từ biên tập viên Vân Trang. Vâng, thưa chị, Hà Nội hay ngày gần đây thì nhiều mây nhưng mưa ít xuất hiện. Vậy hôm nay thời tiết có gì đáng chú ý? Xin mời chị. Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Tại thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực lân cận, do tác động của không khí lạnh suy yếu chậm nên trời còn nhiều mây. Lúc này thì trời có sương mù nhẹ, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Đến trưa chiều thì trời có lúc giảm mây, hửng nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Hà Nội dao động trong khoảng là 19-20 độ. Trời rét kéo dài, quý vị chú ý có các biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng, nơi chịu tác động của không khí lạnh và gió đông nên mưa xảy ra trên diện rộng. Thậm chí lượng mưa gia tăng so với những ngày qua. Mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng lượng mưa khá tập trung vào đêm và sáng. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không lớn, phổ biến dưới 23 độ, trời rét. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam, từ hôm nay thì mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhiều. Mưa nắng đan xen trong ngày nhưng đến chiều tối và đêm thì có lúc có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất ngày ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ xoay quanh mức là 30-31 độ. Khép lại bản tin sẽ là tin thời tiết đáng chú ý vừa rồi đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.